quyết định đường lối chính sách của Đảng nhiệm kỳ tới, bổ sung sửa đổi cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng khi cần, bầu Ban chấp hành Trung ương. Khi là cần thiết, cấp ủy cấp trên có quyền điều động trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu. Chúng tôi nghĩ đây là vinh dự và nguyện đầu tiên. Rồi đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, có nghĩa là không phải chỉ kinh tế và tất cả các lĩnh vực khác. Bây giờ đang đổi mới phương thức lãnh đạo, rồi hệ thống chính trị, rồi hội nhập quốc tế.